Là trời các bạn ơi. Ôi thì bây giờ mình đang thấy khá là lạnh. Mình sẽ tập thể dục. Phải đọc xíu này. Mình nghĩ là bây giờ mình chạy thì nó cũng sẽ ra mồ hôi. Rồi các bạn chạy với mình nha. Chạy bộ với mình nhá. Được rồi, mình chỉ chạy sương sương thôi. Giờ mình vào đánh răng đây. Mệt quá. Ôi giời ơi, đánh răng lên các bạn ơi. Ấy rồi, mình ngoài trời rất là sáng rồi, đỡ tốn tiền đi. Các bạn đánh răng với mình đi học nha. Ơi, vậy là mình đánh răng xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ để đi học nhá. Tuyệt vời. Ta da, các bạn ơi, bây giờ chị em mình sẽ thay đồ để đi học các bạn ạ. Đây là đồ mà chị em mình mặc đi học. Bây giờ thì chúng mình đi thay đây. Ta da, các bạn ơi, vậy là chị em mình đã thay đồ xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi học nha. Let's go. Hello, chào các bạn, chị em mình đi học về rồi đây. Các bạn ơi, bây giờ đang là buổi trưa các bạn ạ. Dạ, chiều là mình sẽ học tiếng Anh. Em Tú chiều học gì? Toán. Rồi, thế trưa nay em muốn ăn gì? Thôi, em không ăn đâu. Tại sao? No à? Sẽ no. Em vừa uống nước. Mình thì đầy bụng các bạn ạ. Kiểu cảm giác nó đầy bụng, nó lưng lưng bụng ấy. Không ăn gì. Được rồi, về thì trưa nay chị em mình không ăn nhé. Trưa nay không ăn, giờ chị em mình sẽ đi ngủ để chiều đi học đây. Chúc các bạn. Mình đi học về rồi các bạn ạ. Hôm nay em đi để cận nên là bây giờ mình sẽ ăn trước. Hôm nay mình sẽ ăn cháo nha. Đồ ở đã thì bắt nước. Chị Duyên chưa về đâu Lộc ơi. Mình sẽ cho gói rau củ này vào. Mình sẽ trộn đều lên nha. Hello em nào. Em à. Ê cháu nóng đấy. Cháu ngoan các bạn. Không á. Cái này. Cái này. Lâu rồi mình chưa ăn cháo. Nóng. Rồi
rồi, bây giờ mình sẽ ăn xong thì mình sẽ đi tắm nha các bạn. Tết đưa rồi Quốc Anh. Tụi con gặp bạn. Bây giờ mình sẽ mang đồ lên để giặt nha. Giặt đồ nào. Bây giờ mình sẽ đổ xà phòng vào đây. Bây giờ mình sẽ bấm máy giặt. Các bạn ơi, hôm nay bài tập thế nào chị em mình không có học nhiều. Mình hôm nay sẽ học thuộc bài Nam Quốc Sơn Hà. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định vận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đặng thành khang thu bạch hư. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lai xâm phạm, như đảng thành khang thủ bại hư. Tuyệt vời. Vậy là mình học thuộc rồi các bạn ạ. Giờ chị em mình đi ngủ đây nhé. Bye bye các bạn. Chào tất cả các bạn ơi, hôm nay đã là sáng thứ hai rồi. Và đến hôm nay mình dạy hơn mọi khi là mình sẽ xin phép là không tập thể dục nha các bạn. Giờ mình sẽ vào đánh răng đây. Các bạn cùng đánh răng buổi sáng với mình nha. Cái đánh răng nè. Rồi mình đã đánh răng xong rồi, bây giờ mình sẽ vào lấy quần áo để mặc rồi đi học nha. Đây này các bạn ơi, hôm nay thứ hai mình mặc những bộ này này, quần bò và áo trắng trường. Bây giờ mình sẽ đi mặc luôn nha. Ta-da, các bạn ơi, đây là quần tắm mà chị em mình hôm nay sẽ mặc đi học. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi học đây, chào các bạn nhé. Mấy các bạn ơi, bây giờ là 6 rưỡi rồi, giờ chị em mình đi học đây, tối được chưa? Tuyệt vời, ấy. Nhìn nó thế nào? Ui, hôm qua, các bạn ơi, hôm qua mình mơ răng mình thẳng rồi các bạn ạ. Để xem hôm nay thế nào. Chưa, vẫn chưa. Hôm qua mình mơ là răng mình thẳng rồi, xong rồi mình cười xinh như hoa hậu luôn. Để mình tập cười để cho nó xinh nhá. 1, 2, 3. Thôi, từ, xé nhau làm lại. Thôi. Rồi, được chưa Tú? Rồi. Giờ mình... Đây. Xé ra đây. Ui. Xé ra đây. Chào các bạn nha, chúng mình đi học đây. Ok.
tắt máy thì mình mới đi học được các bạn. Hello chào các bạn, mình đi học về rồi đây. Các bạn ơi, mình vừa mới đi học về, mình phải thay luôn cái áo bởi vì trời nắng nóng lắm luôn đấy các bạn. Nhưng mà vừa về đến nhà thì mẹ mình bảo là Dương Tú ơi, lên ăn cơm với mẹ, không cần phải nấu cơm đâu. Thế là trưa nay mình không phải nấu cơm ăn nữa rồi các bạn ạ. Ôi bởi vì mới đi học về mình cũng lười nấu, với lại trời cũng nóng nữa cho nên là rồi, được rồi, thì giờ mình sẽ lên ăn xong rồi chiều mình đi học các bạn ạ. Thứ ba là ngày mai, chiều ngày mai là sẽ âm mình thư rồi. Các bạn cho mình thi tốt đi nha. Bây giờ mình lên ăn cơm để lấy sức thôi. Chào các bạn. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, mình đi học về rồi và đây là đồ ăn mà mẹ cho các bạn ạ. Đấy, đồ ăn buổi trưa. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Đấy, vậy là tối nay chị em mình không phải đụng chân đụng tay gì đến cơm nước luôn. Đấy. Hello các bạn. Em chào chị. Mời tất cả các bạn ăn cơm với chị em mình nha. Cơm nóng các bạn ạ. Có thịt trâu rồi. Thịt bò à? Ừ, thịt bò. Thịt nướng và trứng. Chị em mình ăn cơm xong thì tầm một lúc nó sẽ tắm ra. Được rồi, giờ ăn xong chị em mình sẽ đi tắm đấy. Các bạn ơi, bài tập chị em mình được cô cho ôn luyện từ buổi chiều rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi ngủ nhé. Chào các bạn.